Đây là bộ trường kỷ cũ mình mua lại của khách. Bộ trường kỷ này rất là đẹp. Đó. Bộ này rất là đẹp. Nhưng mà không hiểu vì sao bị gãy. Đó. Gãy cái này này. Chân giò rất đẹp. Đó. Cái khu hoa đây. Khu hoa chắc vô đây này. Bị gãy này. Đó. Cái đây trái mướp. Trái mướp chắc vô đây. Còn mấy cái con mấy con hiêu rồi đây. Con nai rồi đây. Đã bị gãy rất hết. Mình sẽ rửa lại và phục chế lại bộ này. Bộ này rất là đẹp. Đấy. Cái này bị gãy. Còn cái phía cái bàn thì còn ok. Đó. Làm thì còn rất là ok. Bây giờ mình sẽ rửa.